Ngày 21 tháng 5, Công an quận 4 cho biết đã bàn giao Trương Hồng Phước, sinh năm 2004, Ngô Phan Tùng, sinh năm 2002, Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 2006 và Quách Văn Tú, sinh năm 2001, cùng ngụ quận 4, cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM để điều tra xử lý về hành vi giết người. Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 9 tháng 5, Lê Văn Dũng, sinh năm 2000, ngụ quận 4, là bạn quen biết với Phước, đi xe máy trên đường Tôn Đản hướng về đường Nguyễn Tất Thành thì xảy ra va quẹt với xe của Phước đang chạy cùng chiều. Sau đó, Dũng không dừng lại xin lỗi mà nẹt bô rồi bỏ đi. Phước về nhà kể với nhóm bạn là Tùng, Tú, Tuấn, Anh và bạn gái Tú nghe. Sau đó nhóm này gọi điện cho Dũng hẹn nói chuyện. Trước khi đi, nhóm thủ hai con dao trong người. Dũng rủ thêm 4 thanh niên khác. Khi nhóm vừa đi tới con hẻm đường Đoàn Văn Bơ thì gặp Dũng đi cùng một người khác. Lúc này hai bên xông vào hỗn chiến với nhau. Trong lúc hỗn chiến, Dũng bị Phước, Tuấn Anh dùng dao đâm nhiều nhát dẫn tới gục tại chỗ. Gây án xong, nhóm Phước tẩu thoát khỏi hiện trường. Dũng được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong. Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra truy xét bắt giữ lần lượt các đối tượng gây án.